185 độ và mình chọn 30 phút. Và đây là thành quả. Quả chín rất là thơm, rất là sạch cho cả nhà. Nhìn tưởng đâu khoai lang sấm nhưng phải nha cả nhà. Tại vì mình rửa nó rất là sạch rồi, thấy hết nhựa rồi. Gọt hết vỏ đi xong rồi mình rửa sạch nhựa đi là nó không bị thâm đen. Đấy, nó rất là vàng. Trông vậy thôi nhưng mà ở bên ngoài là giòn lắm rồi. Rất là giòn luôn. Thơm rồi. Rất là vàng. Nhìn vậy thôi đã vàng giòn lắm rồi. Trong này rất là ngọt. Nóng lắm. Nóng cực kỳ luôn. Rất là ngon. Mình gọt vỏ như này lúc nào cũng được, nó không, mình không cần phải bóc, rất là tiện, rất là sạch sẽ luôn. Này, bên trong rất là bỡ này, bên ngoài vàng giòn. Ăn khoai không cần bóc mà nhỉ, rất là ngon không?